Liều mình cứu mẹ. Hay, khổ thân bà Mary, suốt ngày lầm lũi ở nhà. Con gái bận biểu suốt ngày à. Lắm lúc đi qua thấy bà một mình cùng bát cơm thấy tội á. Còn nữa, hôm trước tôi thấy cô con gái vào viện dưỡng lão. Chẳng lẽ... Fiona, mẹ nghe các bà hàng xóm nói... Tối nay, con cố gắng về sớm nói chuyện với mẹ sau nha. Con đi làm đây. Nhưng mà... Thật là... Càng ngày, nó càng không quan tâm gì tới người mẹ già này rồi. Khuya thế này rồi mà còn chưa về. Chắc lại đi gặp gỡ đám bạn của nó đây mà. Mẹ, mẹ chưa đi ngủ nữa sao? Mẹ còn... Thôi, con lên lầu ngủ trước đây. Mẹ cũng nghỉ sớm đi nha. Chúc mẹ ngủ ngon. Mình vất vả đi chợ, làm những món ăn con bé yêu thích để tẩm bổ cho nó. Vậy mà về còn không thèm nhìn đến mâm cơm, không thèm hỏi người mẹ này đã ăn hay chưa. Thật là, chuyện ở viện dưỡng lão, chẳng lẽ những người hàng xóm kia nói là đúng sao? Sáng hôm sau, con à, con suốt ngày chỉ biết tới công việc thôi, chẳng quan tâm gì tới ai cả. Nhưng mà con bận thật mà mẹ. Con xem đi, 2 tuần nay con đi sớm về muộn, không thèm hỏi han ta một câu nào. Mẹ hãy hiểu cho con đi, chỉ một thời gian nữa thôi mà. Thôi đi, con không phải giải thích gì nữa. Cứ đi kiếm cho thật nhiều tiền vào, mặc kệ bà già này. Mẹ. Chẳng phải con muốn đưa mẹ đi viện dưỡng lão hay sao? Được rồi, tuần này mẹ sẽ chuẩn bị đồ đạc mà đi. Sao mẹ lại... Bố của con mất sớm, mình ta nuôi con khôn lớn. Vậy mà tới lúc ta chưa già lắm cẩm mà con đã hỏi thăm viện dưỡng lão cho ta rồi. Không phải như vậy đâu mẹ ơi. Con cần giải quyết một số việc ở đó. Hơn nữa, viện dưỡng lão cũng tốt mà. Nếu như con... Cái gì? Tốt sao? Vậy thì còn điều gì không phải ở đây nữa? Được rồi, ta sẽ chịu theo ý của con. Fiona, cô có ở nhà không? Fiona! Fiona à, chiều hôm nay tôi phải đi lên cơ quan để xử lý việc đột xuất. Cô giúp tôi trông bé Bon chút nha. Được rồi, cô cứ để bé ở đây đi. Mẹ, nay cuối tuần, con đưa mẹ đi dạo nha. Mình đưa Bon đi chơi luôn. Thôi đi, chẳng phải con yêu công việc hơn ta sao? Hay là con cảm thấy hơi áy náy khi đưa ta vào viện dưỡng lão? Nên đưa ta đi một vòng hả? Nếu thế thì không cần thiết đâu. Con đã nói là không phải thế rồi mà mẹ. Con hứa con sẽ dành cả ngày hôm nay cho mẹ mà. Và nói với mẹ biết điều này. Con biết mẹ buồn vì thời gian qua con bận công việc, không quan tâm mẹ được nhiều. Tất cả chỉ vì con cần một số tiền lớn. Lại mù mịt như thế này nhỉ? Rõ ràng không có lời cảnh báo thời tiết nguy hiểm nào mà. Trời ơi, sao như siêu bão vậy? Làm sao bây giờ? Mẹ yên tâm đi, có con ở đây rồi. Hình như là bị mất điện rồi, phải làm sao đây? Làm sao đây? Mẹ ơi, mẹ đừng quá lo lắng. Chúng ta dừng ở đây một chút. Lát nữa mọi thứ sẽ ổn thôi. Không sao đâu, Bon à. Có cô ở đây rồi. Trời ơi, không. Mưa đá con ơi. Sao lại thế này chứ? Mẹ à, mẹ cứ ngồi yên ở đó nha. Ở yên trong xe sẽ an toàn thôi.
yên tâm, con sẽ bảo vệ mẹ. Fiona, Fiona, con có sao không? Tỉnh dậy đi con, chúng ta an toàn rồi. Cấp cứu, làm ơn tới đây cứu chúng tôi. Tôi đang ở... Fiona, cố gắng lên con. Ba ngày sau. Khăn, để mẹ lấy khăn lau cho con. Ổ bụng xuất hiện khối u bất thường. Fiona, Fiona. Sao vậy mẹ? Có chuyện gì vậy Jenny? Sao lại có phóng viên? À, hôm trước vào thăm cậu trong bệnh viện á, tớ thấy vết thương trên lưng với vai của cậu. Tớ có chụp hình lại và đăng lên mạng xã hội. Không ngờ lại có nhiều người quan tâm và chia sẻ đến thế. Cho nên... Ngay sau khi tấm hình được đăng lên, có rất nhiều người đã dành những lời khen ngợi đặc biệt dành cho cô. Nhiều bậc cha mẹ gọi cô là chiến binh thật sự. Điều gì khiến một người phụ nữ yếu đuối có thể làm được điều đó? Tôi nghĩ ai ở hoàn cảnh đó cũng đều làm như tôi thôi. Mọi người quá khen rồi. Cô đừng quá khiêm tốn mà. Giờ đây rất nhiều người đã biết đến hành động dũng cảm của cô để bảo vệ bà Mary và cô bé Bon trong cơn mưa đá khốc liệt vừa rồi. Hả? Thật vậy sao? Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản là mình không còn cách nào khác. Cô Fiona, tôi là đại diện cho những cán bộ của thành phố Mackay. Lãnh đạo thành phố đã quyết định đề cử tặng cô giải thưởng dũng cảm đặc biệt và trao cho cô huân chương vì hành động anh hùng của mình. Chúc cô mau chóng bình phục. Tôi không dám nhận mình là anh hùng đâu. Tôi chỉ nghĩ rằng những gì tôi làm chỉ là trách nhiệm của người con bảo vệ mẹ của mình. Trách nhiệm của một người lớn chở che đứa trẻ mới 2 tuổi trong cơn bão khủng khiếp ấy. Thật là một cô gái với vẻ bề ngoài nhỏ bé, nhưng lại là một chiến binh phi thường. Có gì đâu, xe của tôi nếu hỏng thì có thể sửa chữa và thay thế. Vết thương trên cơ thể của tôi cũng dần dần sẽ bình phục. Điều quan trọng là mẹ của tôi và đứa bé kia vẫn được an toàn. Fiona, mẹ còn tờ giấy khám kia là sao? Sao con đi khám mà không nói với mẹ? À, con chưa kịp nói với mẹ thì cơn bão ập tới. Con đã nghĩ con không còn nhiều thời gian, nên con cố gắng kiếm tiền để mẹ có thể sống tốt nhất dù không có con bên cạnh. Con đã dùng cả bản thân bé nhỏ của mình để bảo vệ ta và đứa trẻ. Vậy mà... Giờ không sao rồi mẹ ơi. Bác sĩ thông báo đó chỉ là khối u bình thường và chỉ cần tiểu phẫu là ổn thôi mà. Hành động dũng cảm của Fiona Simpson đã khiến thủ tướng của bang Queensland Anastasia Palacios quyết định đề cử tặng cô giải thưởng dũng cảm đặc biệt. Câu chuyện chứng minh tình người vĩ đại như thế nào trong những thử thách cam go nhất. Rừng hoa đỏ. Ngày xưa ngày xưa, ở một làng nọ có một cô gái vô cùng xinh đẹp. Cô tên là Karina. Trong làng, chàng trai nào cũng mê đắm trước vẻ đẹp của cô. Nhưng cô chỉ rung động duy nhất với một chàng tên là Louis. Louis thân mến, đây là chiếc áo mà chính tay ta tự đan. Xin chàng hãy nhận lấy. Xin lỗi nàng, ta không thể nhận áo của nàng được. Ta chỉ có thể nhận từ một người mà ta yêu thương. Nhận từ người mà chàng yêu thương á? Vậy là chàng đã có người yêu à? Người đó là ai? Mau nói cho ta biết đi. Đó chính là nàng Karina xinh đẹp, hiền hậu nhất làng này. Ta đang chuẩn bị sính lễ để cầu hôn nàng ấy. Là Karina ư? Karina, Karina đáng ghét. Chính ngươi là kẻ cướp mất chàng của ta. Ta sẽ không để ngươi được tồn tại đâu. Hóa ra cô gái đó chính là mụ phù thủy biến hóa thành. Mụ ta vì đố kỵ với nàng Karina xinh đẹp nên đã làm phép biến Karina thành một bông hoa.
Sao? Phu nhân nói gì cơ? Katrina đã mất tích ư? Đúng vậy, ta đã tìm kiếm khắp nơi trong làng nhưng không thấy bóng dáng con bé đâu cả. Xin phu nhân đừng lo, cháu sẽ đi tìm Katrina và nhất định sẽ mang nàng trở về rồi cưới nàng làm vợ. Katrina, nàng ơi, nàng đang ở đâu? Đó chẳng phải là cánh đồng hoa mà Katrina vẫn thường tới chơi sao? Sao hôm nay lại mọc ra một loạt những bông hoa màu đỏ trông lạ lùng thế? Giá như có Katrina ở đây, nàng chắc chắn sẽ rất thích những bông hoa này. Katrina ơi, ta nhớ nàng, nàng đang ở đâu? Là ai giữa đêm hôm khuya khoắt lại khóc nỉ non ở đây? Thì ra là một cô gái xinh đẹp, cớ sao lại bị biến thành hoa thế này? Xin người hãy giúp cho con bị bổ phù thủy xấu xa biến thành hoa, đã lạc lõng giữa cánh đồng này mấy hôm rồi ạ. Giờ ta giúp con trở lại thành người cũng được thôi, nhưng phép thuật của mụ phù thủy rất cao siêu. Ta giúp con một lần nhưng không giúp được con mãi mãi, trước sau gì con cũng sẽ bị mụ ta hại. Trời ơi, vậy là con mãi mãi không thể trở lại thành người được sao? Có một cách duy nhất có thể hóa giải vĩnh viễn lời nguyền của mụ phù thủy và giúp con trở lại làm người, nhưng phải phụ thuộc vào bản thân con và người thật lòng thương con. Cách gì thế ạ? Xin người hãy chỉ bảo cho con. Nếu có một người yêu thương con thật lòng, có thể nhận ra con trong rừng hoa đó, thì lời nguyền của con sẽ được hóa giải vĩnh viễn. Vì đó chính là minh chứng cho tình yêu đích thực giữa muôn vàn cám dỗ. Ta cho con 3 canh giờ biến thành người để đi tìm người đó và quay trở lại cánh đồng này. Nhanh lên đi. Louis, Louis ơi. Katrina, là nàng sao? Sao lại... Chàng đừng có hỏi nhiều, thiếp không có thời gian đâu. Hãy nghe thiếp nói thôi. Thiếp đã bị một mụ phù thủy độc ác ban lời nguyền biến thành một bông hoa giữa cánh đồng hoa đỏ ở ngọn đồi phía nam. Trời ơi, chính là cánh đồng hoa đỏ đó sao? Ta đã từng đến đó, thật không ngờ nàng lại ở đấy. Đúng, ngày mai chàng hãy đến cánh đồng đó. Trước khi mặt trời lặn, chàng phải tìm ra được bông hoa nào là thiếp, hái nó lên và hôn lên nhụy hoa của nó. Như thế lời nguyền sẽ được hóa giải, bằng không thiếp sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở lại làm người được. Nhưng cánh đồng biết bao nhiêu bông hoa đều giống nhau như thế, làm sao ta có thể nhận ra nàng đi? Thiếp biết chuyện này rất khó, nhưng chỉ có cách đó mà thôi. Nếu như chàng không nhận ra thiếp thì ác số mệnh đã an bài, thiếp sẽ không trách chàng đâu. Được, nhất định ta sẽ nhận ra nàng. Hãy tin ta, nhất định ta sẽ cứu nàng thoát khỏi lời nguyền đó. Cảm ơn chàng. Thiếp đi đây, thiếp phải quay trở lại cánh đồng hoa trước khi trời sáng. Chàng hãy nhớ lời thiếp nha. Để ta đưa nàng đi. Không được, đây là thiếp được một vị thần mách bảo ban cho phép trở lại thành người về gặp chàng để báo tin. Nếu như mụ phù thủy biết được sẽ chẳng còn cách nào nữa đâu. Chàng hãy để thiếp đi một mình thôi. Thiếp đi nha. Nàng đi cẩn thận nha, Katrina. Dù có 100.000 bông hoa, ta cũng phải tìm cho ra nàng. Hãy tin ta và đợi ta nha. Liệu đây có phải là nàng không? Không, mình không thể lỗ mãn như vậy, không thể nhầm lẫn dù chỉ một lần. Chết rồi, mặt trời sắp lặn rồi. Nếu như mình không tìm ra nàng, nàng sẽ vĩnh viễn không trở lại thành người nữa. Nhưng bông hoa nào cũng giống nhau thế này, làm sao bây giờ? Mình phải thật bình tĩnh. Ở Katrina có một mùi hương đặc trưng, không thể lẫn với bất kỳ bông hoa nào. Bông hoa này chính là nàng. Ta có thể cảm nhận được mùi hương phát ra từ bông hoa này.
chính là mùi thơm của nàng, hoàn toàn không giống những bông hoa khác. Đúng là nàng rồi, ta đã tìm thấy nàng rồi. Cảm ơn chàng đã nhận ra thiếp. Lời nguyền của mụ phù thủy cuối cùng cũng bị hóa giải. Mụ ta không làm được gì Karina nên căm hận mà chết. Còn Karina, nàng cùng Louis sống bên nhau hạnh phúc đến trọn đời. Hoàng tử ếch. Con gái, nay con đã đến tuổi lấy chồng. Ta đã ban chiếu công bố khắp thiên hạ, những chàng trai khôi ngô tuấn tú xuất sắc nhất đã đến đây. Họ đều có nhã ý muốn hỏi con làm vợ. Con hãy tự chọn cho mình một phò mã đi. Phò mã sao? Để con xem trong số họ ai là người xứng đáng. Thấp thế này mà cũng đòi cầu hôn ta sao? Người gì mà như cái gậy vậy? Xấu quá đi mất. Nếu như mặc váy vào thì trông anh chẳng khác gì phụ nữ cả. Con thật quá đáng. Phụ hoàng, ta đã cho con cơ hội chọn lựa mà con quá kiêu kỳ. Vậy nên ta quyết định, bất cứ ai hễ nhặt được viên ngọc này, ta sẽ gả con cho hắn. Phụ hoàng. Dạ tâu hoàng thượng, đã có người nhặt được viên ngọc rồi ạ. Vậy sao? Mau truyền người đó vào đây gặp trẫm. Nhưng mà đó là một con ếch khổng lồ, tự xưng là hoàng tử ếch, thưa hoàng thượng. Cái gì? Hả? Sao cơ? Con sẽ phải lấy một con ếch làm chồng sao? Phụ hoàng, con xin người mà, người hãy rút lại mệnh lệnh đi mà. Lời vua đã ban ra, không thể rút lại, con hãy thu xếp đi. Mình thà chết chứ không bao giờ chịu lấy một con ếch làm chồng đâu. Đang tỉnh rồi à? Đừng sợ, ta không làm hại nàng đâu. Chính người cả đã cứu ta sao? Nàng bị ngã xuống vực nên vết thương khá nặng, mà là lúc đó ta đi qua nên. Tại sao lại cứu ta? Sao không để ta chết đi? Bởi vì không sống và cần được sống. Ta không thể. Ta là người đau khổ nhất thế gian này. Tại sao công chúa lại nói thế? Nàng hãy kể lại cho tôi nghe xem nào. Người và ếch khác biệt, ngươi không thể hiểu được đâu. Tuy tôi là ếch, nhưng mọi tâm tư của con người tôi đều hiểu rõ và đã trải qua. Thật thế sao? Tôi là một con ếch bất hạnh nhất thế gian này. Tôi cũng muốn được yêu và khao khát được yêu, nhưng không thể. Lúc nào tôi cũng phải sống trong nỗi cô đơn, buồn tủi. Nhưng công chúa xem đấy, tôi vẫn phải sống, sống để hy vọng vào những điều tốt đẹp hơn. Thật không ngờ, một con ếch mà cũng sâu sắc đến thế. Có khi nào nó là người nhặt được viên ngọc của phụ hoàng không? Chắc không đâu, không có chuyện trùng hợp như vậy đâu. Công chúa, nàng đang nghĩ gì thế? Không có gì. Thế nên, công chúa có tâm sự gì thì đừng ngại nói với tôi. Tôi sẽ chia sẻ cùng công chúa. Tôi thật lòng muốn được làm bạn với công chúa. Ta có thể chạy nhảy đi lại bình thường rồi. Cảm ơn ếch nha. Tôi phải cảm ơn công chúa mới phải. Nhờ có công chúa ở đây làm bạn mà tôi thấy cuộc sống vui hơn, có ý nghĩa hơn rất nhiều. Ếch,
là một người tốt, nhưng có lẽ ta sắp phải đi rồi. Nàng định đi đâu? Ta cũng không biết nữa. Chân ta đã bình phục rồi, ta không còn lý do gì để ở đây nữa. Ta không muốn làm phiền ngươi đâu. Nàng vẫn có thể ở đây mà, ta không phiền đâu. Cảm ơn ngươi vì tất cả, nhưng ta thật sự phải đi rồi. Cảm ơn nàng những ngày qua đã chấp nhận làm bạn với ta. Nàng đi rồi, ta sẽ buồn lắm. Không có nàng ở đâu. Chăm sóc bản thân thật tốt, sống sau này của nàng chắc chắn sẽ gặp rất nhiều trở ngại. Chuyện gì thế này? Cảm ơn nàng đã giúp ta hóa giải lời nguyền. Ta vốn là một hoàng tử bị mụ phù thủy phù phép. Chỉ có nụ hôn chân thành của người con gái ta yêu mới giúp ta trở về nguyên dạng. Cảm ơn nàng nhiều lắm. Hả? Thật vậy sao? Giờ thì ta có thể danh chính ngôn thuận cầu hôn nàng rồi. Nàng đồng ý lấy ta chứ? Viên ngọc? Thì ra là chàng chính là hoàng tử ếch đã nhặt được viên ngọc của phụ hoàng. Em đồng ý. Giờ thì em không còn lý do gì để từ chối chàng nữa rồi. Ta yêu nàng. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.